xin chào anh chị và các bạn nha. Chào mừng anh chị và các bạn đã quay lại với kênh YouTube của Xe Máy Thành Tâm. Thì lại là em đây, anh Thư. Hôm nay em sẽ giới thiệu với anh chị một cái dòng xe tay ga cao cấp nhất mà dành cho nữ luôn nha. Đó là chiếc S-Hop đời 2017 bên cạnh em đây. Giờ em mời anh chị đi vòng xe ha. Đập vào mắt mình đó là một cái màu xanh ánh tím, nhìn rất là đẹp luôn ha. Độ mới thì của xe này còn cũng rất là cao nè. Mình đi vào phần đầu xe ha. Thì đầu xe có những chi tiết mạ chrome nè. Đó, mạ chrome nhìn rất là sang trọng luôn. Xuống phần mặt nạ cũng vậy. Thì xe này nó vẫn sử dụng là hệ thống đèn halogen nha anh chị. Chưa có lên led nha. Phần mỏ dè nè, cũng còn rất là mới luôn. Phuộc, ốc, đĩa, heo dầu, mọi thứ cũng còn rất là sáng nha. Đây, vẫn còn nước xin xin của hãng luôn á. Mình đi qua phần dàn áo này ha. Đó, liền cái màu sơn của nó nhìn rất là đẹp và có những ánh kim tuyến lên nè, khá là xinh ha. Phần áo thì còn rất là mới, không có bị chạy xước gì nhiều. Cái chữ SHM nổi nè, phần cái xe nó đang phần sang chảnh hơn luôn á. Phần Oppo thì cũng còn rất là bóng. Nói chung là con này còn độ mới còn hơn 95% luôn anh chị, theo cái em thấy á nha. Đó, đi phần cản xe nè, cái cản đèn hậu và đèn nhan phía sau thì cũng là halogen luôn nha. Đây, phần yên cũng còn rất là mới. Đó, rất là đẹp luôn. Cái dàn áo phía bên trái thì cũng như dàn áo phía bên phải, nó không có bị chạy xước gì nhiều hết. Lốc nè, nồi nè, cũng rất là bóng luôn. Phuộc nè. Mình em báo hao đô cho anh chị luôn nha. Thì con xe này là đồng hồ cơ kết hợp với một đồng hồ điện tử nè. Những thông số ở trên đây. Thì nó đi được 5.718 km thôi, cũng rất là ít luôn á. Nổ máy thử cho nghe luôn nha. Đó, tiếng máy của chiếc này thì đi rất là êm. Thì nãy giờ em đã cùng anh chị đi qua một vòng của cái chiếc S-Hop này ha. Cái chiếc này thì đối với nói là dành riêng cho nữ vậy thôi, chứ nam mình chạy vẫn được luôn nha. Lên cái này thì cái dáng nó rất là sang trọng luôn á. Thì đang bán được chiếc này là đang bán ở Thành Tâm với giá chỉ có 5x thôi. Anh chị nào mà có quan tâm hơn nữa thì cứ liên hệ với em qua số điện thoại em để dưới phần mô tả nha. Mình xem video này thì mình nhớ like, share và subscribe để có thể xem thêm nhiều video khác này nữa về xe bên em nha. Cảm ơn anh chị đã theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.